là một trong nhiều hộ dân sống gần tuyến đường sắt đi qua. Bản thân ông Trương Văn Quang, trú tại phường Đội Cung, thành phố Vinh, thường xuyên phải chứng kiến các vụ tai nạn xảy ra mỗi khi qua đây. Với ông và nhiều người dân sống cạnh đường ngang này, từ khi có hàng rào chắn tự động thì tình trạng xảy ra tai nạn hầu như không có. Người dân cũng như các phương tiện đi lại được an toàn hơn. Từ lúc có rào chắn đến bây giờ thì cảm thấy là mỗi lúc tàu về quá thì xe cò với người đi bộ đi qua là rất là an tâm. Mà bọn tôi sống ở đây rất an tâm về cái chuyện là từ lúc có rào chắn nó an toàn hơn. Có cái rào chắn là an tâm hơn. Nói chung là đêm khuya đờ ló đi, bờ về là phải ló ngoài đi. Thật sự nữa. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Nghệ An, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 11 người, bị thương 5 người. Nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn là do người tham gia giao thông thiếu chú ý quan sát, không để ý tàu hỏa đến gần, nhất là các đường lối đi tự mở, không có rào chắn. Với suy nghĩ thuận tiện cho việc đi lại, nên người dân cố tình không chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường sắt, thậm chí phá bỏ những hệ thống rào chắn, cột giới hạn an toàn mà ngành đường sắt đã xây dựng. Qua rà soát, hiện tại trên địa bàn tỉnh có 151 đường ngang dân sinh và lối đi tự mở, với tổng số chiều dài toàn tuyến gần 100 km, chạy qua 7 huyện, thành thị. Do là đường tự mở nên hầu hết tại các đường ngang dân sinh này thường không có cờ giảm tốc, thiếu biển cảnh báo. Do vậy, việc xảy ra tai nạn giao thông là điều khó tránh khỏi. Phối hợp với cơ quan chính quyền địa phương phát quang các cái lối đi tự mở, tạo cái tầm nhìn. Cái thứ hai là thu hẹp, hạn chế cái lối đi từ 3m xuống 1,5m, trên 3m xuống 3m. Cái thứ ba là phối hợp với lại Sở Giao thông, Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng như Ban An toàn Giao thông các huyện, thị xã, thành phố là bổ sung các cái gô giảm tốc qua các cái lối đi tự mở để cái hạn chế cái tốc độ của phương tiện qua các lối đi này. Thì Ban An toàn Giao thông tỉnh là một mặt là tuyên truyền đến với đối với tất cả các cái phương người dân tham gia giao thông qua lối đi tự mở này phải chấp hành cái pháp luật về an toàn giao thông. Cái thứ hai nữa là cũng đã đề xuất với Tổng công ty Đường sắt cũng như Cục Đường sắt Việt Nam là nâng cấp tạm cái lối đi tự mở có cái mật độ phương tiện giao thông cao và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông lớn, nâng cấp lấy đường ngang hợp pháp để có các cái biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài 34 điểm được lắp đặt hệ thống rào chắn và biển báo tự động tại các đường ngang dân sinh và lối đi tự mở, trước mắt, tỉnh Nghệ An tiếp tục bổ sung thêm kinh phí lắp đặt các hệ thống rào chắn tự động tại những điểm có lưu lượng tham gia giao thông đông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Để phấn đấu, đến năm 2025, xóa bỏ hết toàn bộ các đường ngang dân sinh và lối đi tự mở trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của các đơn vị chức năng, quan trọng hơn cả vẫn là mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông qua những điểm giao cắt với đường sắt, tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc.